ai đành giảm dối những ân tình che khuất vai môi. Ôm pháo hồng chưa ngó nhà em, tôi đứng trong mà tái tê lòng. Bàng hoàng không biết tại sao người ta giờ đành giảm dối những ân tình thôi đành lìa ta. Còn nhớ tiếng nói thơm môi, lời yêu một đời tình xanh tuyệt vời mà ta đã trao. Và tôi xanh trong tình vừa nở, ngờ đâu ngày tan vỡ, giờ còn trong giấc mơ thôi nên mới hiểu nhân thế đôi hay. Khi trắng tay người ngoảnh xa người, tình thì tính toán đời toan, người thì trong bề gian dối, ngắm xưa đời ta hồ mình ta. Tình thì tính toán đời toan, người thì chẳng để dám dối, ngắm xưa đường ta buồn mình ta. Mình Nguyễn Minh Đương, mình quê hiện giờ là ở Hậu Giang, nhưng mình hiện tại đang ở tỉnh Bình Dương. Cái dòng nhạc bolero này mình yêu thích từ nhỏ. Nhớ lúc mình đang học lớp lớp 3, lớp 2 gì đó, nhưng mà năm 91 mình nhớ là khi mà mỗi lần nghe cái nhạc thì mình thường bưng cái tô cơm lên nhà mình nghe, tại vì mình đừng quá đam mê. Lúc đó là mình nghe anh Hồng Sơn hát bài Được Tin Để Chồng. Thì hôm nay mình rất muốn thử sức, mình để mình mong mình được có dịp để